Rất vui khi được đồng hành cùng quý vị và các bạn trong trang địa phương của Đài Phát thanh và Truyền hình Nghệ An. Sau đây là những nội dung chính sẽ có trong chương trình ngày hôm nay. Yên Thành ban hành nhiều chính sách nhằm thu hút đầu tư vào địa phương. Con Cuông chuẩn bị cho lễ hội Môn Sơn Lục Dạ năm 2017. Ông Nguyễn Đình Chính ở xóm 10, xã Nghi Kim, thành phố Vinh, điển hình giáo dân sống tốt đời đẹp đạo. Thưa quý vị và các bạn, với những nỗ lực cố gắng trong việc giải phóng mặt bằng, tạo thuận lợi về nguồn nhân lực cũng như các cơ chế chính sách, Yên Thành đang được đánh giá là địa phương thuận lợi trong việc thu hút các công ty doanh nghiệp trong và ngoài nước tìm đến đầu tư, xây dựng các dự án có hiệu quả. Nhà máy gạch BMC Nghệ An có tổng mức đầu tư gần 90 tỷ đồng, được khánh thành và đưa vào sản xuất tại xóm 16 xã Sơn Thành, huyện Yên Thành, đã đánh dấu bước ngoặt lớn trong thu hút đầu tư ở Yên Thành. Với hệ thống dây chuyền hiện đại, công suất lò nung đạt 30 triệu viên gạch mỗi năm. Khi đi vào hoạt động, nhà máy BMC không những giải quyết việc làm thường xuyên cho hàng trăm lao động địa phương và vùng phụ cận, mà còn góp phần tăng nguồn thu ngân sách cho tỉnh, cung ứng sản phẩm gạch xây dựng và tạo tính cạnh tranh trên thị trường. Được sự quan tâm của Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An và Ủy ban nhân huyện Yên Thành, đặc biệt là Ủy ban nhân dân xã Sơn Thành, thì hiện nay là Ủy ban xã Sơn Thành đã tạo điều kiện là giải phóng cái mặt bằng sạch cho nhà máy, và nhà máy đã trong quá trình đầu tư thì gặp rất nhiều thuận lợi, và hiện nay nhà máy đi vào hoạt động và nhà máy đã giải quyết việc làm cho được khoảng 70% là con em của xã Sơn Thành, và về an ninh trật tự thì rất tốt. Và nhà máy cũng rất yên tâm để mà sản xuất. Tại cụm công nghiệp thị trấn Yên Thành, từ năm 2014, công ty cổ phần Thiên Minh đã đầu tư xây dựng nhà máy sản xuất gỗ mỹ nghệ với tổng vốn 40 tỷ đồng. Đến nay, nhà máy không ngừng phát triển mở rộng quy mô, đưa doanh thu bình quân hàng năm đạt 40 tỷ đồng, tạo việc làm cho trên 60 lao động trong và ngoài huyện. Trước đấy thì tôi đi làm ngày một thì khắp nơi, công việc thì không ổn định. Từ khi công ty Thiên Minh về đây tại Yên Thành, nhà máy chế biến gỗ đã mở ra, đã thu hút cho anh em công nhân chúng tôi làm việc. Mức lương thu nhập thì từ 7 triệu đến 7 triệu rưỡi tháng, thì đã tạo điều kiện cho cuộc sống của gia đình chúng tôi là có công ăn việc làm, nguồn thu nhập cũng được ổn định. Đây chỉ là hai trong số hàng chục dự án đầu tư vào huyện Yên Thành trong thời gian qua. Có được kết quả này là nhờ huyện Yên Thành đã tập trung cải cách thủ tục hành chính, đầu tư cơ sở hạ tầng, đáp ứng cho phát triển. Cùng với đó, ban hành những cơ chế chính sách ưu đãi cũng như khai thác lợi thế tiềm năng của địa phương một cách hợp lý. Để tạo điều kiện thuận lợi cho các nhà đầu tư triển khai các chương trình dự án trên địa bàn, trong thời gian qua, Ủy ban nhân dân xã đã chủ động phối hợp đề xuất với các ngành liên quan làm tốt công tác giải phóng mặt bằng, đào tạo nghề, đáp ứng nguồn nhân lực cho các doanh nghiệp. Vì vậy, các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh trên địa bàn rất an tâm, góp phần đẩy nhanh cái tiến độ phát triển kinh tế xã hội và xây dựng nông thôn mới trên địa bàn. Xác định thu hút đầu tư là nhiệm vụ quan trọng có ảnh hưởng rất lớn đến tình hình phát triển kinh tế xã hội của huyện. Yên Thành đã rà soát bổ sung điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế xã hội, đặc biệt là quy hoạch sử dụng đất, quy hoạch các cụm công nghiệp, điểm công nghiệp và phát triển du lịch. Trong đó ưu tiên bố trí mặt bằng phù hợp với quy hoạch để các nhà đầu tư, các tổ chức, cá nhân có nhu cầu xây dựng cơ sở sản xuất kinh doanh và dịch vụ vào hoạt động trên địa bàn. Ngoài ra, huyện còn tăng cường công tác đối ngoại, quảng bá tiềm năng lợi thế của huyện đối với các cấp, các ngành, đẩy mạnh công tác vận động phát huy tiềm lực của con em quê hương ở khắp mọi miền Tổ quốc về vốn, công nghệ, trí tuệ, các mối quan hệ ngoại giao và đầu tư phát triển tại địa bàn. Đến nay, trên địa bàn huyện đã có 208 dự án đầu tư với tổng số vốn đăng ký 4.335 tỷ đồng. Trong đó có 203 dự án đầu tư trong nước và 5 dự án đầu tư nước ngoài, tạo việc làm cho 4.000 lao động địa phương. Hiện tại bây giờ thì Yên Thành đã được hình thành được hai cái cụm công nghiệp. Thứ nhất là cụm công nghiệp thị trấn thì đã xây dựng xong, thì hạ tầng cơ bản đã được hoàn thiện. Một cái cụm công nghiệp nữa thì đã được các cấp có thẩm quyền phê duyệt, đó là cụm công nghiệp Đăng Kè. Thì bây giờ đang hoàn thành cái giải phóng mặt bằng và để mà xây dựng cái hạ tầng của cụm công nghiệp. Huyện thì cố gắng xây dựng cái hạ tầng hoàn chỉnh nhất để mà tạo điều kiện để mời gọi đầu tư. Các cái thủ tục hành chính liên quan đến cái
các cái nhà đầu tư thì huyện sẽ nỗ lực cố gắng để mà hoàn thiện cái thủ tục hành chính một cách có nhanh gọn nhất và có lợi nhất cho các nhà đầu tư. Với chính sách mở như hiện nay, tin rằng trong thời gian tới, huyện Yên Thành sẽ thu hút ngày càng nhiều hơn nữa các dự án lớn của các công ty doanh nghiệp trong và ngoài nước đầu tư vào địa bàn, góp phần giải quyết nguồn lao động nông thôn là điều kiện thuận lợi nhằm phá thế độc canh về sản xuất nông nghiệp, tạo tiền đề quan trọng đưa kinh tế địa phương ngày càng phát triển. Hàng năm cứ vào tháng 4 dương lịch, người dân huyện Con Cuông lại nô nức chảy hội Môn Sơn Lục Dạ. Hiện nay thì công tác chuẩn bị cho lễ hội đang gấp rút được triển khai. Di tích lịch sử cấp quốc gia nhà cụ Vi Văn Khang cùng với cây đa Cồn Chùa ở xã Môn Sơn là địa điểm chính tổ chức lễ hội Môn Sơn Lục Dạ. Nhà cụ Vi Văn Khang, bí thư đầu tiên của chi bộ đảng Môn Sơn, chi bộ đảng đầu tiên được thành lập ở miền Tây xứ Nghệ, trong cao trào Xô Viết Nghệ Tĩnh 1930-1931, luôn được nhân dân cấp ủy chính quyền địa phương quan tâm chăm sóc bảo vệ, chỉnh trang sạch sẽ để đón tiếp các đoàn khách đến tham quan và dâng hương. Thôn Bản Thái Hòa thì rất vinh dự được có cái khu di tích ở tại địa bàn ở đấy, vùng cũng rất là tự hào. Từ cái nhận thức đó thì nhân dân Thái Hòa ở đây là hàng tháng là luôn giao nhiệm vụ cho tổ chức hội phụ nữ là thường xuyên có cái nhiệm vụ là quét dọn bảo vệ cái khu di tích là để cho sạch đẹp, đặc biệt là những ngày lễ hội đó chị em luôn đến dọn dẹp vệ sinh là phát quang xung quanh, là ngoài ra là các cái hoạt động để phục vụ các cái du khách đến tham quan cái khu di tích. Để giáo dục thế hệ trẻ về truyền thống cách mạng, về lễ hội Môn Sơn Lục Dạ, các trường học trên địa bàn đã thường xuyên tổ chức các buổi học ngoại khóa, các buổi sinh hoạt và lao động tại chính khu di tích nhà cụ Vi Văn Khang. Đây là một kênh tuyên truyền hữu ích để thế hệ trẻ được biết, hiểu và ghi nhớ lịch sử truyền thống quê hương mình. Khi các thầy cô đưa chúng em đến đây, em cảm thấy rất vui mừng và tự hào được biết nhà cụ Vi Văn Khang. Chúng em sẽ học tập thật tốt để xứng đáng với truyền thống cách mạng của quê hương Môn Sơn em. Hàng tháng và hàng kỳ đều đến thăm khu di tích lịch sử cùng Vi Văn Khang này, và chúng tôi đã giới thiệu cho các em, là giáo dục cho các em về cái truyền thống cách mạng. Vì ở cái khu di tích này nó gắn liền với phong trào Xô Viết Nghệ Tĩnh và cái thành lập chi bộ đảng đầu tiên của cái ở huyện miền núi Con Cuông này. Lễ hội Môn Sơn Lục Dạ năm 2017, bên cạnh phần lễ dâng hương dâng hoa tại khu di tích nhà cụ Vi Văn Khang, ôn lại truyền thống lịch sử của chi bộ đảng đầu tiên của miền Tây xứ Nghệ, là phần hội với nhiều hoạt động văn nghệ, thể thao, các trò vui chơi dân gian đặc sắc. Đặc biệt năm nay, du khách đến tham gia lễ hội Môn Sơn Lục Dạ còn được xem màn trình diễn hội thi Châu Đẹp, một hoạt động mới của lễ hội năm nay. Chúng tôi sẽ ra cái kế hoạch rất chi là chi tiết và ra cái kịch bản. Thì trong lễ hội thì về cái đổi mới thì cùng như mọi năm, sẽ cái năm nay riêng cái phần lễ sẽ làm gọn hơn và chú trọng đến cái phần hội. Đấy. Thì để giữ gìn và bảo tồn được cái khu di tích cũ Vi Văn Khang đấy, thì chúng tôi cũng đã vận động nhân dân và học sinh ở đó thì thường xuyên vệ sinh và chống coi. Và đồng thời là sắp tới này sẽ sưu tầm thêm những cái gì mà liên quan đến cái di tích hồi xưa để lại để cho con cháu họ tham quan và học tập. Lễ hội Môn Sơn Lục Dạ gắn với là kỷ niệm thành lập chi bộ đảng đầu tiên của miền Tây xứ Nghệ, chi bộ Môn Sơn đã trở thành ngày hội của toàn dân. Và năm 2017 này thì ngoài các cái hoạt động như là thi văn nghệ, thể thao, các cái trò chơi dân gian, thi dệt thổ cẩm, rồi thi ẩm thực, thì các hoạt động này thì từ lâu nay đã trở thành thường lệ, và hoạt động này nhằm để góp phần bảo tồn và phát huy các cái giá trị truyền thống của đồng bào dân tộc Thái, cũng như là sắp tới là sẽ thu hút được du khách trong nước cũng như quốc tế đến với là huyện Con Cuông nhằm phát triển du lịch của huyện Con Cuông. Lễ hội Môn Sơn Lục Dạ được tổ chức nhằm góp phần bảo tồn lưu giữ khu di tích nhà cụ Vi Văn Khang, lưu truyền những chiến tích vẻ vang của nhân dân Mường Quạ trong phong trào Xô Viết Nghệ Tĩnh và trong hai cuộc trường kỳ kháng chiến của dân tộc. Đồng thời thông qua lễ hội Môn Sơn Lục Dạ, những nét đẹp của văn hóa lịch sử, cảnh quan thiên nhiên và con người vùng Mường Quạ nói riêng và huyện Con Cuông nói chung đến bạn bè trong và ngoài tỉnh,
góp phần thúc đẩy phát triển ngành du lịch của địa phương. Thưa quý vị và các bạn, trong những năm qua thực hiện chủ trương của Đảng và Nhà nước cũng như giáo hội, bà con giáo dân trên địa bàn thành phố Vinh đã phát huy tinh thần đoàn kết, sống phúc âm trong lòng dân tộc. Nhiều điển hình giáo dân mẫu mực được tôn vinh và nhân rộng. Trong phần cuối của chương trình ngày hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng gặp gỡ với ông Nguyễn Đình Chính ở xóm 10 xã Nghi Kim, một giáo dân gương mẫu trong cuộc sống cũng như phát triển kinh tế gia đình, được bà con tin yêu. Đây là trang trại kinh tế tổng hợp của gia đình giáo dân Nguyễn Đình Chính. Năm 2003, với sự năng động và quyết tâm cao, ông Chính đã có một quyết định táo bạo, đó là vay vốn ngân hàng và anh em bạn bè để đầu tư 400 triệu đồng để biến vùng đất trồng cây nông nghiệp không hiệu quả sang khu trang trại tổng hợp. Vượt qua nhiều khó khăn, chịu khó đầu tư công sức, tiền của và áp dụng khoa học vào chăn nuôi, đến nay trang trại của gia đình ông Chính đã có hơn 100 con lợn, một số con đặc sản như nhím, ếch và hai ao nuôi cá nước ngọt. Từ trang trại này đã cho gia đình thu nhập 250 triệu đồng mỗi năm. Là một hộ gia đình nông dân, thì sau khi xây dựng gia đình thì sinh con đê có ấy, thì mình phải không phải riêng chỉ là tập trung là làm nông nghiệp, nhưng mà bên cạnh đó thì mình phối kết hợp với nguồn chăn nuôi. Thì bên cạnh đó thì mình cũng thuận lợi ở chỗ là có một số diện tích đất bỏ hoang thì đi cải tạo ao, vừa nuôi cá vừa chăn nuôi chuồng trại, chăn nuôi lợn rồi nhím các loại, phối kết hợp để bán cho cung cấp cho thị trường, thì để ổn định cuộc sống, để giúp cho con cái thêm học hành cũng như là nhu cầu cuộc sống hàng ngày. Xóm 10 xã Nghi Kim có 80% hộ dân theo đạo Thiên Chúa. Ông Nguyễn Đình Chính luôn tâm niệm là người công giáo tốt, trước hết phải là công dân tốt, sống có trách nhiệm và có ích cho xã hội. Từ suy nghĩ đó, 14 năm nay là trưởng ban giáo họ và 6 năm làm xóm trưởng xóm 10 xã Nghi Kim. Bằng uy tín của bản thân, ông Chính tích cực tuyên truyền vận động bà con sống kính Chúa yêu nước, tích cực phát triển kinh tế, thắt chặt tình làng, nghĩa xóm, không phân biệt lương giáo. Chỉ tính riêng trong cuộc vận động xây dựng nông thôn mới, ông đã vận động bà con giáo dân hiến hơn 6.000 m2 đất nông nghiệp và 5.000 m2 đất vườn để mở rộng đường giao thông. Ông Chính làm bên xóm trường cũng rất tốt, ông có cái khoa dân vận khéo tốt. Vừa hơn nữa là cuộc họp lại cũng tuyên truyền lại tất cả cái chủ trương chính sách của nhà nước áp dụng của nông thôn cũng có lợi, thì dân đây ủng hộ rất cao. Từ khi bắt đầu phát triển xây dựng nông thôn mới đến giờ thì dân ở đây là ủng hộ, cũng mua được khoảng hơn 3.000 mét dài ở trong đường giao thông nông thôn và ngoài đồng và ngoài nội đồng đi khu vực hái lúa thì cũng mở rộng nhiều đi làm cái dự án đường bê tông hóa ở Đồng Lợi, gọi là vùng hai lúa kia. Nói chung ông làm được nhiều việc tốt. Ông Nguyễn Đình Chính là một đồng chí vừa là xóm trưởng vừa là giáo dân. Và trong công tác là thực hiện các cái nhiệm vụ tập thể, ông chỉ đạo cơ sở xóm làm rất tốt, thực hiện rất tốt cái chủ trương chính sách của Đảng và của nhà nước. Ngoài cái vấn đề về là công tác tập thể thì ông là một công dân gương mẫu và đặc biệt ông là một người sản xuất kinh doanh rất giỏi. Cái mô hình phát triển kinh tế của ông là cũng đã được hình thành hàng chục năm nay rồi. Hàng năm ông đem lại rất nhiều cái hiệu quả kinh tế. Cái mô hình ông là nổi trội nhất so với địa bàn xã Kim trong vấn đề về giá trại. Thì hàng năm cái thu nhập của ông là năm sau lại cao hơn năm trước. Thực sự chúng tôi đánh giá rất cao cái vai trò của ông Chính cũng như cái vai trò gương mẫu của ông Chính cũng như cái vai trò của một công dân công giáo trong việc phát triển. 10 năm qua, ông Nguyễn Đình Chính liên tục được tôn vinh là hộ sản xuất kinh doanh giỏi của thành phố Vinh. Nhiều năm liền được Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, Ủy ban Đoàn kết Công giáo thành phố Vinh tặng giấy khen. Với suy nghĩ giản dị, sống có trách nhiệm với cộng đồng, với xã hội là thực hiện lời răn của Chúa. Ông Nguyễn Đình Chính cùng cộng đồng bà con giáo dân đã chung sức đồng lòng xây dựng quê hương ngày một phát triển đi lên. Thưa quý vị và các bạn, những việc làm cụ thể của giáo dân Nguyễn Đình Chính ở xóm 10 xã Nghi Kim, thành phố Vinh như trong phóng sự vừa rồi cùng với nhiều điển hình giáo dân ở nhiều địa phương trong tỉnh là minh chứng sống động cho tinh thần sống tốt đời đẹp đạo của đông đảo đồng bào công giáo trong tỉnh. Tới đây thì thời lượng của chương trình đã hết. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào và hẹn gặp lại.